Trong lúc này, thì nhóm phóng viên của kênh VTC14 đã có mặt tại thành phố Cebu, tỉnh Cebu, Philippines, một trong những thành phố chịu thiệt hại nặng nề do siêu bão Haiyan gây ra. Cách đây ít phút thì chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của nhóm phóng viên về tình hình tại đây. Trước đây chỉ cần khoảng dưới 12 tiếng là đã có thể đi từ Hà Nội đến Taloban. Tuy nhiên thì 150 km còn lại từ Cebu tới Taloban mới thực sự là vấn đề. Bởi vì sau khi bão Haiyan quét qua Philippines, thì không chỉ sân bay Taloban mà toàn bộ các sân bay trong phạm vi 200 km thì thành phố này thì đã bị phá hủy và phải đóng cửa. Và cách ngắn nhất để có thể tiếp cận được Taloban là đi máy bay từ Manila đến Cebu, rồi đi phà sang đảo Leyte, sau đó bắt xe buýt đến Taloban. Tuy nhiên đấy về mặt lý thuyết, còn hiện nay thì cái quãng đường 150 km này để có thể tiếp cận được với thành phố Taloban bị phá hủy gần như hoàn toàn sau cơn bão là một công việc dường như là bất khả thi bằng đường bộ. Không chỉ bởi vì cái phà quá tải mà chủ yếu là bởi vì cái phần đường xá bị tàn phá, xe buýt thì không thể hoạt động mà chỉ có thể đi bằng xe máy. Tuy nhiên vấn đề chính thì là an ninh. Khi theo nhiều người dân phản ánh thì cái tình hình này thì rất là phức tạp và nguy hiểm, cướp bóc tràn lan vì người dân ở đây thì đã bị đói rất là nhiều ngày. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì hiện nay sân bay Taloban thì đã được khôi phục lại một phần để phục vụ một số cái chuyến bay thương mại, tuy nhiên là chỉ là những cái chiếc máy bay cánh quạt cỡ nhỏ. Còn để có thể phục vụ được những máy bay cỡ lớn như trước đây thì phải mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần nữa, bởi vì là cái đài radar của cái sân bay này thì đã bị phá hủy. Cách đây ít phút thì chúng tôi cũng đã liên lạc được với ông Anel, là chuyên gia của chương trình điều phối hỗ trợ thảm họa nhân đạo khu vực ASEAN, AHA. Và ông Anel thì cũng đã từng tham gia cái chương trình diễn tập ứng phó thiên tai thảm họa APEC 13 tại Việt Nam trong tháng 10 vừa qua. Ông Anel cho biết thì tình hình tại Taloban trong ngày hôm nay thì có cải thiện hơn một chút so với ngày hôm qua. Cái tình hình hỗn loạn thì đã được cải thiện hơn, phần là do cái quyết định ban bố tình trạng thảm họa quốc gia của Tổng thống Philippines Aquino vào ngày hôm qua. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái thông tin về công tác khắc phục hậu quả trên đảo, trên thành phố Taloban, cũng như là những cuộc sống của người Việt Nam tại khu vực này để chuyển đến quý vị và các bạn trong những bản tin sau.